Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình chào buổi tối của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay 14 tháng 7 năm 2024, tôi là Xuân Tú. Tôi là Mỹ Linh. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hơn một tháng qua, Hà Giang luôn là tâm mưa lớn với ba đợt liên tục gây ra tình trạng sạt lở trên diện rộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lo ngại về căn bệnh bạch hầu, nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi tiêm vaccine phòng ngừa, dẫn đến lượng người tiêm tăng đột biến. Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến hai con, trao quyền quyết định số con cho các cặp vợ chồng trước thực trạng mức sinh thay thế đang giảm nhất trong 12 năm trở lại đây. Một nhân chứng nhìn thấy người đàn ông mang súng trường trên mái nhà cần sự kiện vận động tranh cử chỉ vài phút trước khi hắn nổ súng nhắm vào ông Donald Trump. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác giả soát số người trên xe khách bị vùi lấp ở Hà Giang trong vụ sạt lở qua đó xác minh có một hành khách đã xuống xe dọc đường về nhà ở thành phố Hà Giang an toàn. Như vậy, con số thương vong cuối cùng trong vụ sạt lở là 11 người tử vong, 4 người bị thương. Với những người may mắn còn sống thì chắc có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được giây phút đất đá ập xuống và được cứu sống trở về với gia đình. Anh vừa mí xính, người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở đất lấp xe khách ở Hà Giang cho biết khi anh đang cùng mọi người đẩy xe thì bất ngờ đất lở ập xuống vùi lên người khiến anh không kịp trở tay. Đất lở rất bất ngờ liên tục ập xuống, anh Sính nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng sau đó thì không còn nghe thấy tiếng ai nữa. Anh xính may mắn chỉ bị đất vùi lấp từ cổ trở xuống nên vẫn thở được và dùng tay bới đất để ngoi lên nhưng không thể nào lên được. Khi lực lượng chức năng có mặt phải mất 30 phút anh mới có thể được đưa ra ngoài rồi tới bệnh viện cấp cứu. Ngoài anh Sính còn có 3 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng là cháu Lò Mai Phương, sinh năm 2016, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chị Ma Thị Duyến, sinh năm 1989, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Và anh Giàng A Trần, sinh năm 2005, trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân trên cơ bản là ổn định, chỉ có trường hợp anh Giàng A Trần bị gãy xương đùi. Các y bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, Hà Giang luôn là tâm mưa lớn với 3 đợt liên tục. Hứng chịu lượng nước khổng lồ trong thời gian ngắn khiến đất đá bở rời và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ sạt lở. Hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 2, 34, 4D, 4C khiến giao thông gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người dân. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, thôn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Trong hình là một đoạn sạt lở trên quốc lộ 4C qua xã Minh Tâm, huyện Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang hơn 25 km. Trên khoảng 4 km tuyến đường này đã xuất hiện 4 điểm sạt lở. Nhà chức trách cắm biển cảnh báo căng dây trong thời gian chờ khắc phục. Quốc lộ 4C nối thành phố Hà Giang với huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc là cung đường chính của khách du lịch với hàng trăm lượt xe qua lại mỗi ngày. Sau mưa lớn nhiều đoạn đất đá trượt từ vách núi thẳng đứng xuống mặt đường. Cơ quan chức năng dùng tạm cây tre và cột sơn đỏ trắng để thông báo cho người tham gia giao thông Đặc biệt quốc lộ 4D đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì có đoạn bị nước suối cuốn trôi và mặt đường kéo dài hơn 15 m, sâu gần 10 m khiến giao thông tê liệt. Thưa quý vị, Phú Quốc những năm qua có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều nhà cửa công trình lớn được xây dựng đã thu hẹp ao hồ sông suối, hệ thống thoát nước bị lấn chiếm. Sau đó địa phương thường bị ngập cục bộ khi mưa lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, kinh tế và du lịch. Đêm qua và sáng nay, sau cơn mưa kéo dài, nhiều tuyến đường tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nước ngập thành sông, có nơi cao hơn 1 mét. Cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua cho tới sáng nay khiến một số đường tại ấp cây thông trong, cây thông ngoài và bến tràm thuộc xã Cửa Dương, nước ngập sâu, có nơi gần 1 mét không kịp thoát đã tràn vào nhà. Lãnh đạo thành phố Phú Quốc cho biết đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, chỗ nào ngập sâu chính quyền sẽ di rời người dân không để xảy ra nguy hiểm lực lượng quân đội và cảnh sát được huy động có mặt tại khu vực ngập giúp người dân di chuyển an toàn theo đài khí tượng thủy văn kiên giang áp thấp nhiệt đới trên biển đông gây mưa tại nhiều khu vực ở tỉnh riêng phú quốc sáng nay mưa rất to lượng nước phổ biến từ 100 tới 120 mm Áp thấp nhiệt đới vẫn đang hướng vào miền Trung và hoàn lưu áp thấp thì cũng gây mưa lớn trên diện rộng ở nhiều khu vực và trọng tâm thì vẫn là các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Hiện các địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển và các khu vực sung yếu dễ xảy ra sạt lở. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an vừa kịp thời giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một nhà hàng tại quận 5. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn lo lắng. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, công an quận 5 nhận tin báo sự cố kẹt thang máy tại nhà hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 9. Đơn vị này nhanh chóng điều động 12 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với công an phường 9 ứng cứu người dân sau hơn 30 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang, đưa 9 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, cảnh sát đã trấn an 9 nạn nhân đang bị kẹt bên trong thang máy để họ giữ bình tĩnh, đảm bảo sức khỏe không hoảng loạn. Nguyên nhân của sự cố kẹt thang máy đang được công an tiếp tục làm rõ. Hôm qua ngày 13 tháng 7 tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc mẹ con thai phụ tử vong do quá trình phẫu thuật không thành, bé gái không qua khỏi, người mẹ được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Cho rằng sự việc này là bất thường, người nhà thai phụ đã kéo tới cơ sở y tế để yêu cầu làm rõ. Ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh đánh giá nguyên nhân sự việc. Khoảng 7 giờ 5 phút ngày 13 tháng 7, các bác sĩ tiếp nhận thai phụ sinh năm 1992 trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Chị mang bầu lần 3, thai nhi 39 tuần. Sau khi làm xét nghiệm, chị được theo dõi quá trình chuyển dạ tại khoa sản. Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tim tái toàn thân, tim nghe không rõ. Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội trần trực tiếp lãnh đạo và báo động đỏ toàn viện hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị suy hô hấp ngừng tuần hoàn, ối vỡ sớm, cơn hen phế quản ác tính, theo dõi thuyên tắc mạch ối. Tuy nhiên quá trình phẫu thuật không thành, thai nhi là bé gái không qua khỏi. Người mẹ được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng tử vong. Ngay sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc báo cáo trực tiếp và cũng tới động viên chia sẻ mất mát với gia đình bệnh nhân. Đồng thời, Pháp Y đã vào cuộc để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong của hai mẹ con cần chờ đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày qua bệnh bạch hầu xuất hiện và đã có ca tử vong khiến cho nhiều người lo lắng, nhất là những gia đình có con nhỏ. Và do lo ngại về căn bệnh nguy hiểm này, nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi tiêm vắc phòng ngừa, dẫn đến lượng người tiêm tăng đột biến, thậm chí ở một số điểm tiêm thì đã rơi vào tình trạng gián đoạn vắc theo viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây ghi nhận lượng người tới tiêm vaccine bạch hầu tăng gấp 7 đến 10 lần so với bình thường. Trước đây đơn vị chỉ tiêm khoảng từ 10 đến 15 mũi một ngày, thì chỉ trong 3 ngày qua đã tiêm đến hơn 400 mũi. Trước tình trạng lượng người đến tiêm chủng tăng đột biến, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thông báo tạm ngưng tiêm vì không đủ lượng vaccine cung cấp cho người dân. Viện Pasteur cũng đang khẩn trương mua sắm vaccine để không làm gián đoạn công tác tiêm chủng quá lâu. Theo các chuyên gia, vaccine bạch hầu không phải vaccine hiếm, vì vậy người dân cũng có thể đến trung tâm y tế các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tiêm ngừa. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đánh giá nguy cơ bệnh bạch hầu lây lan đến thành phố Hồ Chí Minh là có thể xảy ra do thành phố có mật độ dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi và thường xuyên đón du khách, lao động từ các tỉnh khác. Nước Mỹ và cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát bất thành cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay theo giờ Việt Nam khiến cho ông bị thương ở tai. Thế nhưng may mắn là không nghiêm trọng tới tính mạng. Một nhân chứng trong sự việc đã lên tiếng tiết lộ rằng anh ta đã cảnh báo các mật vụ Mỹ về một người đàn ông mang súng trường trên mái nhà gần sự kiện vận động tranh cử chỉ vài phút trước khi hắn nổ súng. Nhân chứng có tên là Greg nói với đài BBC. Anh ta nhìn thấy tay súng tình nghi trèo lên một nóc nhà gần sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại Butler, bang Pennsylvania và rất hoang mang trước sự thiếu hành động của các đặc vụ. Greg cho biết anh nhìn thấy các mật vụ trèo lên mái nhà sau khi kẻ nổ súng bị giết, trong khi những hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy một người đàn ông nằm bất động trong lúc cảnh sát vây quanh. Vụ việc ám sát xảy ra ngay sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên sân khấu bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ. Sau tiếng súng, ông Trump cúi xuống đất được các đặc vụ bảo vệ. Mặc dù bị thương và chảy máu trên tai, mặt, vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vẫn dơ nằm đấm lên cao thể hiện tinh thần chiến đấu và chấn an đám đông. Trận chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam tại Berlin, Đức. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải Euro năm nay và sức hút của nó đương nhiên sẽ cực kỳ lớn. Tuy nhiên càng đến gần chung kết thì người hâm mộ lại càng chật vật tìm mua những tấm vé vào sân. Một đức tính cho thấy nếu tính tổng cộng các loại chi phí, người hâm mộ đội tuyển Anh có thể mất đến gần 3 năm thu nhập để được có mặt ở trận chung kết vào sáng sớm mai. Nước Anh đang hướng tới chiếc vô địch Euro đầu tiên sau khi về nhì tại Euro 2020. Năm nay cũng là lần thứ hai tuyển Anh được góp mặt ở trận chung kết trong khuôn khổ Euro. Sức hút lớn của trận đấu ngày 15 tháng 7 càng khiến cho dịch vụ liên quan bị quá tải. Và đến lúc này, giá vé máy bay đã bị đội lên gần 20.000 euro cho một trạng khứ hồi từ London sang Berlin. Chưa dừng lại ở đó thì hiện tại, nguồn vé trên thị trường chợ đen rất khan hiếm. Một chỗ hạng thấp nhất cũng được bán với giá 1.300 euro. Khu vực cho là phổ thông cũng có giá 10.000 euro, trong khi khu vực VIP được hết lên đến 118.000 euro. Nếu tính tổng cộng các loại chi phí từ di chuyển đến vào sân xem chung kết, một người hâm mộ nếu chịu chi nhất sẽ mất tới 136.000 euro, tương đương 3,77 tỷ đồng. Con số gần bằng 3 lần thu nhập bình quân đầu người của Anh. Còn nếu chọn dịch vụ bình dân hơn, họ cũng phải chi tới gần 30.000 euro, nghĩa là gần 1 tỷ đồng để được có mặt trong sân vận động theo dõi trận chung kết. Thưa quý vị, một vấn đề mà nhiều người đang quan tâm, đó là Bộ Y tế đang có đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con và thay vào đó là để các cặp vợ chồng tự quyết định số con của mình. Bà, đề xuất này thì cũng được đưa ra trong bối cảnh tỷ suất sinh thay thế tại nước ta đang giảm thấp ở một số tỉnh thành, ảnh hưởng tới nguồn lực dân số trong tương lai. Các chuyên gia thì cho rằng sự thay đổi này là hợp lý, là phù hợp với thực tế. Và chúng tôi cũng đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phó giáo sư Lạng cũng là một chuyên gia kinh tế có liên quan đến dân số và nhân lực và ông đang có những góp ý để xây dựng luật dân số sắp tới. Trò chuyện với ông Lạng ở trường quay là MC Thủy Dương và nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh xin chào quý vị khán giả, chào biên tập viên Thùy Dương. Vâng ạ. câu hỏi đầu tiên ạ, um, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng có thể cho biết là hiện nay dân số nước ta thì đạt vào con số khoảng bao nhiêu rồi ạ? Theo cái số liệu của Quỹ Dân số Thế Giới công bố ngày 11 tháng 7 năm 2024, tức là cách đây 1 hai ngày, thì dân số của Việt Nam là 99 triệu 513.563 người. Và tôi đối chiếu cái số liệu này với số liệu của công bố của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì con số của công bố năm ngoái là 99 triệu 400 nghìn người. Thì tôi nghĩ là hai con số này là tin cậy được. Tức là chúng ta đã gần khoảng 100 triệu người. Và cái dân số này là chiếm 1,23% dân số thế giới, 14% dân số trong ASEAN. Và chúng ta nhìn kỹ mà xem là Việt Nam xếp thứ hạng là 15 của thế giới về quy mô dân số thế giới. Và xếp thứ ba ASEAN sau Indonesia và Philippines về dân số. Vâng ạ, à, rất nhiều những thông tin về con số về dân số của nước ta đạt gần 100 triệu người cũng như là các vị trí thứ hạng trên thế đã. giới. Được biết thì tỷ suất sinh của nước ta đang giảm ở một số tỉnh thành và khu vực. Vậy thì cụ thể tình trạng này như thế nào thưa? À dạ. theo cái báo cáo gần đây nhất của cơ quan quản lý nhà nước thì cái tỷ suất sinh của Việt Nam có xu hướng giảm ở một số tỉnh và thành phố và tôi cho rằng cái điều này nó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta đã có thể dự báo được. Ví dụ như ở cái vùng của đồng bằng miền Đông Nam Bộ thì cái tỷ suất sinh này là khoảng 1,6, còn của cái đồng bằng sông Cửu Long là 1,8, còn thành phố Hồ Chí Minh còn xuống là 1,24 đến 1,7. Thì, thì nếu như mà cái tỷ suất sinh này ở mức độ vừa phải theo tính toán sâu của các cái chuyên gia thì nó khoảng là 2,0 đến 2,1. Như vậy là các cái vùng này là các cái vùng mà chúng ta đã có tỷ suất sinh nó giảm. Trong khi đó có một số vùng thì tỷ suất sinh lại tăng, chẳng hạn như là vùng uh, miền núi phía Bắc Việt Nam hoặc là cái vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng là khoảng 2,4. Cái vùng uh, gọi là miền Trung Tây Nguyên thì tỷ suất sinh lại tăng. Như vậy chúng ta thấy là cái bức tranh uh, dân số của Việt Nam nó có vùng tăng vùng giảm. Và những cái vùng giảm đấy nhìn kỹ mà xem thì đó là cái vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam. Vùng mà uh, cái vựa lúa lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, của vùng miền Đông Nam Bộ. À, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái đầu tàu kinh tế mà cái tỷ xuất sinh giảm thì nó sẽ liên quan đến cả cái khả năng để thúc đẩy cái đầu tàu này trở thành một trong những cái dẫn đầu về kinh tế. Và đặc biệt là người ta cho rằng là cái tỷ xuất sinh này giảm là nhiều khi là do cái điều kiện của cái nuôi dạy trẻ nó đắt đỏ, điều kiện học hành chi phí và áp lực công việc thì tôi nghĩ có nhiều yếu tố là dẫn đến cái này nhưng mà nhìn kỹ mà xem thì nếu như chúng ta thấy kỳ tỷ suất sinh nó giảm mà không có cái giải pháp thì có thể dẫn đến là cái vấn đề là sẽ mất cân đối về cơ cấu dân số trong cái thời gian tới. Vâng ạ, à, cụ thể về cơ cấu dân số cũng như là về cân đối dân số và ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế và xã hội, à, phó giáo sư tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn. Được. Từ góc độ kinh tế thì chúng ta biết rằng là trước đây một cái câu nói của nhà kinh tế nổi tiếng đó là lao động là cha đất đai là mẹ thì bao giờ muốn phát triển kinh tế phải có lao động trước và lao động là yếu tố được coi là quyết định và trong cái uh, tổng kết cái sự phát triển kinh tế của một số mô hình kinh tế trên thế giới người ta phát hiện ra rằng là nếu như một nền kinh tế mà biết gần đây ấy, trong khoảng 30 năm gần đây nếu mà biết dựa trên ba yếu tố một là cái yếu tố về nhân khẩu mà trực tiếp là vấn đề dân số thứ hai nữa là dựa vào cái việc cải cách mạnh kinh tế trong nước và thứ ba là dựa vào cái làn sóng toàn cầu hóa mà dựa vào ba yếu tố đó được gọi là ba trụ cột chính trong đó dân số là yếu tố trụ cột vững chắc nhất thì sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển một cách nhanh chóng và nhìn lại lịch sử thì chẳng hạn như là nhật bản hay là một số nước ở châu âu sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai thì đến khoảng 20 năm sau thì kinh tế của họ bùng nổ nghĩa là sau khi bùng minh gọi là baby bùng minh trẻ em bùng nổ trẻ em thì đã đạt đến cơ cấu dân số vàng và đó là cái nền tảng để tăng trưởng kinh tế cho nên nếu như mà chúng ta mà khai thác được yếu tố của dân số mà trực tiếp là yếu tố nguồn nhân lực và đặc biệt gần đây là cái nguồn gọi là vốn con người mà được khai thác thì sẽ tạo điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng và thậm chí là có những cái giai đoạn cất cánh ngoài mong đợi và khi mà cái nguồn nhân lực mà có cái nguồn gốc từ dân số mà được đào tạo tốt mà có cái sự đầu tư tốt và cái phát huy được cái năng lực đổi mới sáng tạo thì chắc chắn là cái chỉ số gọi là cái năng suất tổng hợp các yếu tố sẽ được cải thiện và do đó cơ cấu kinh tế cải thiện và sẽ có những bước đột phá trong phát triển kinh tế. Vâng ạ, thưa phó giáo sư được biết là phó giáo sư cũng như là ngành dân số đang có những đề xuất bỏ quy định là mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một đến hai con. Vậy thì cụ thể như thế nào và tại sao chúng ta lại có những cái đề xuất này? Thì gần đây đặc biệt là chúng tôi quan sát ở trên bình diện quốc tế, chẳng hạn nhân ta xét trường hợp Trung Quốc chẳng hạn. Về quy mô dân số thì Trung Quốc đứng số nhì thế giới Theo cái báo cáo của ngày 11 tháng 7 vừa rồi của Quỹ Dân số Thế giới là Dân số thế giới là khoảng 8 tỷ 1 người Trong đó Trung Quốc là 1,42 tỷ, Ấn Độ là 1,44 tỷ Thì Trung Quốc là một cái đất nước có quy mô dân số rất lớn Nhưng vẫn tháo gỡ là cho phép bỏ cái quy định là một cặp vợ chồng có một con chuyển sang 2 đến 3, ba con thì đó chứng tỏ là gì người ta nhận thấy là cái cơ cấu dân số là yếu tố đặc biệt quan trọng cho sự phát triển dài hạn của một quốc gia cho nên ở việt nam mình ấy, chúng ta đã thấy là có cái tỷ xuất sinh có xu hướng giảm một số vùng đặc biệt là vùng kinh tế động lực thì tôi cho rằng là nếu chúng ta quy định cứng là chỉ một vợ chồng chỉ đẻ một hai con ấy, thì do đó sẽ dẫn đến là cái quy mô dân số của việt nam mình nó có thể là nó bị giảm đi và do đó nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và đặc biệt chúng ta thiếu cái nguồn nhân lực Ờ, đủ để mở rộng quy mô kinh tế với tốc độ cao đặc biệt là chúng ta tham gia vào các cái dự án quốc tế về khỏi có con người rồi chúng ta mở rộng và xuất nhập khẩu để thậm chí là chúng ta đầu tư ra nước ngoài rất nhiều chúng ta thiếu con người kể cả con người ở trong nước cũng thiếu con người ngoài cũng thiếu thì tôi nghĩ là cái việc mà bỏ cái quy định này là nó về mặt kinh tế tôi cho rằng là là rất phù hợp và để tạo điều kiện để nền kinh tế có thể những cái bứt phá những cái đột phá sắp tới Vâng, dân số nước ta thì đang trong quá trình già hóa. Theo phó giáo sư thì quy mô dân số cần đạt bao nhiêu thì sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế? Tôi cho rằng đây là một cái câu hỏi mà có tính vĩ mô và cũng rất hay. Mà cho đến nay các nhà khoa học, các cái lĩnh vực thì đều cố gắng tính toán cái này. Nhưng theo góc nhìn của tôi từ góc độ kinh tế thì tôi thấy là từ kinh nghiệm của Nhật Bản, kinh Nhật Bản bây giờ có GDP là khoảng 4.200 tỷ đô la và quy mô dân số của họ là 123 triệu người. Còn quy mô gọi dân số của Philippines là có khoảng 120 triệu người Nhưng mà GDP thì nhỏ hơn của Việt Nam Thì theo tôi nghĩ Chúng ta đối chứng, đối chiếu Và đối sánh với các mô hình như thế Thì theo quan điểm của tôi Và theo cách nhìn nhận Thì từ năm 1976 đến nay Tức là khoảng 48 năm Thì dân số của Việt Nam tăng lên khoảng 51 triệu Nghĩa là cứ một năm chúng ta là thêm hơn 1 triệu Vậy thì bây giờ là năm 2025 Chẳng hạn bây giờ chúng ta đặt mục tiêu Đến năm 2050 Việt Nam là cơ bản Việt Nam là một nước công nghiệp Uh, có thu nhập cao, có dân số phát triển bền vững thì tôi, tôi nghĩ là cứ một năm mà tăng lên một triệu thì hơn một triệu thì tôi nghĩ chúng ta có thể khoảng 35 đến 45 triệu nữa. Nghĩa là quy mô dân số Việt Nam tôi nghĩ là ở vào khoảng 140 đến 150 triệu người là quy mô vừa tầm và đẹp nhất và thứ nữa là trong với cái điều kiện như vậy thì cái GDP Việt Nam có thể đạt con số tới khoảng 6.000 đến 7.000 tỷ trong vòng khoảng 30 đến 35 năm tới và như vậy là với một cái quy mô dân số khoảng 140 145 triệu người và với kỳ GDP như vậy thì tôi cho rằng là Việt Nam là có thể đạt được những cái mục tiêu rất lớn là có thể sánh vai được với các cường quốc như bác Hồ đã nói thì tôi cho rằng là là chúng ta phải xác định một cái tầm nhìn dài hạn và chúng ta phải có có một cái chiến lược về dân số từ bây giờ thì mới phải đạt được cái mục tiêu dài hạn như vậy theo các nhìn nhận của tôi vâng ạ vâng. À, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những ý kiến cho rằng là nếu như mà chúng ta để cho các cặp vợ chồng tự quyết định họ sinh số con là bao nhiêu thì um, có liệu lo ngại uh, quy mô dân số sẽ phình ra không và từ đó sẽ sẽ kéo theo những cái hệ lụy khác thưa phó giáo sư vâng theo quan sát của tôi thì cách đây khoảng hơn 40 năm 45 năm và những năm 78 79 80 chúng ta có cái chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình và có cái câu khẩu hiệu là trai dù trai hay gái dừng ở hai là đủ thì tôi cho rằng đó là một cái khẩu hiệu mà để nhằm giảm bớt cái mức tăng dân số một cách tự nhiên và thời đó là chúng ta khó khăn nhưng đến cái thời đoạn bây giờ sau 45 năm rồi thì tôi thì nghĩ là cái nền kinh tế Việt Nam đang có những cái chiều hướng cải thiện rất tốt, thu nhập nhân dân tốt, các cái điều kiện giáo dục y tế, chăm sóc sức khỏe của người già rồi người bệnh tật đều tốt hơn. Thì tôi nghĩ là cái việc là cho phép các cặp vợ chồng được sinh cái số lượng con hay lựa chọn cái số năm vân vân là theo ý muốn thì tôi cho rằng đó là cái quyết định mà có phù hợp với xu hướng tuy nhiên tôi nghĩ là cần phải cân nhắc kỹ chẳng ở Trung Quốc chẳng hạn. Để, để bỏ cái, cái quy định là một cặp vợ chồng chỉ có một con á, thì trung quốc đã đạt đến cái độ tức là cái thu nhập bình quân của trung quốc đã cao hơn việt nam 4,2 lần rồi ừ. thì mình bây giờ vẫn đang là thấp hơn trung quốc gần 4 lần thì tôi thì nghĩ là do đó là cái việc mà tháo gỡ cái này tôi cho rằng nên thận trọng và cần phải có cái công tác thông tin tuyên truyền rất tốt để các cặp vợ chồng là cần phải cân nhắc kỹ tính toán kỹ chẳng hạn sinh con thì cái tốn kém như thế nào chi phí học tập thế nào cái năng lực của gia đình thế nào cái thu nhập tổng thể thế nào rồi hỗ trợ nhà nước thế nào rồi cả cái vấn đề là liên quan đến các cái tác động của cái lao động uh, nhập cư chẳng hạn rồi lao động của việt nam phái cử ra nước ngoài phải tính kỹ và do đó công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức để tránh tình trạng là chúng ta lại rơi vào trạng thái tức là sinh có qua sinh con cái số lượng nó quá lớn trong khi đó cái năng lực để mình có thể là nuôi nấng dạy dỗ giáo dục để bảo đảm một chất lượng dân số nó lại giảm đi cho nên tôi cho rằng là tháo gỡ là cần thiết nhưng mà chúng ta cần tính một cách đầy đủ cả điều kiện cần và điều kiện đủ để cái việc thực hiện này một cách thận trọng và bảo đảm là cái sự bền vững của về mặt kinh tế và bền vững cả việc dân số Vâng ạ, theo lộ trình của ngành dân số thì chúng ta vẫn khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con à, Vậy thì chúng ta cũng cần phải có thêm những cái giải pháp về à, những cái chính sách an sinh xã hội à, để cho các cặp vợ chồng họ có thể tự tin à, để việc sinh đẻ cũng như là nuôi con về sau này không phải là một gánh nặng Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm rất là đúng và trong cái luật dân số sắp sửa đổi sắp tới tôi nghĩ rằng đang đạt được vấn đề này Khi mà chúng ta đã cho phép Cả các cặp vợ chồng từ lựa chọn cái số lượng con cái rồi cả cái khoảng cách sinh con thì tôi cho rằng đây là một cái điều tiến bộ xã hội phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và xu hướng nói chung của thế giới và kinh nghiệm của các nước thì ở như các nước chẳng hạn nếu như người ta muốn khuyến khích thì đầu tiên á, là chẳng hạn như người mẹ mà sinh con là cho nghỉ hai năm có những nước là cho nghỉ hai năm để chăm sóc con cái chẳng phải như mình là cho nghỉ có mấy tháng cái thứ nữa là chẳng hạn trong quá trình thai thai nghén chẳng hạn này, trong thời kỳ là, là, là đang đang thai nghén thì chính phủ là cho một tháng là 200 đến 300 đô la để bồi dưỡng cho miễn phí để tự lựa chọn vào siêu thị hàng hóa Rồi ngoài ra là có thể là liên quan đến cả cái vấn đề hỗ trợ về bảo hiểm y tế liên quan đến việc làm liên quan đến các cái chính sách về hỗ trợ về gia đình thời gian trẻ vân vân tôi cho rằng là để có một cái cơ cấu dân số tốt để có một cái tốc độ tăng trưởng dân số theo cái kỳ vọng thì tôi cho rằng cần có hàng loạt các chính sách trong đó các chính sách kinh tế vi mô dài hạn đặt trong cái tầm nhìn tốt tầm nhìn dài hạn tổng thể và đặc biệt là những yếu tố liên quan đến thu nhập tài chính liên quan đến giáo dục y tế tôi cho rằng những cái liên quan đến vấn đề kỹ năng nghề nghiệp việc làm tất cả những ngày đó phải tính kỹ mà nếu chúng ta làm được cái đó chúng ta sẽ có một cái cơ cấu dân số tốt và chúng ta phát huy được cái sức mạnh của dân số được cái tác động của dân số đến cái sự phát triển kinh tế và làm cho cái đất nước sẽ có những thay đổi theo cái chiều hướng rất tốt đẹp vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ rất hữu ích từ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thường Lạng. Đã, xin cảm ơn uh, biên tập viên thủy dương và cảm ơn quý vị khán giả